cầu xin đừng có chơi những cung đấu giả nữa. Nhập cung chọn hiền lành, sau đó tăng tước vị lên hoàng hậu. Sao có thể như vậy được? Game của chúng tôi tái hiện cuộc sống hậu cung chân thật nhất. Làm xấu, uy hiếp, chỉ cần đi sai một bước sẽ mắc bẫy tiểu nhân. Chỉ có thể thông qua trí tuệ để tăng chức vị. Thật là